giao thông và quy định tại cái quy chế quản lý tài chính kèm nghị định 142 đúng không? Vâng. Phải được Thủ tướng phê duyệt. Thế nhưng sau khi mà bị cáo ký nghị quyết 7289 ngày 1 tháng 10 2008 thì đó chưa có ý kiến của chính phủ, Thủ tướng chính phủ. Bị cáo lý giải là sao? Chưa, thật sự là không có quy định nào pháp luật về việc ký nhân trước thì hoặc là ký sau nhân trước thì chỉnh chính phủ, mà chỉ quy định pháp luật là yêu cầu là thực hiện là cái việc đầu tư ra ngoài công ty, ra ngoài công ty mẹ thì phải được sự đồng ý của chính phủ, và thực tế tập đoàn đã thực hiện theo đúng quy định đó. Thế theo điều lệ của PVN thì nghị quyết có giá trị thi hành, có hiệu lực thi hành không? Theo điều lệ, thưa luật sư, theo điều lệ của PVN là nghị quyết có bắt buộc tất cả các tổ chức, các cá nhân phải thực hiện theo nghị quyết này. Và trên thực tế thì ban tổng giám đốc cũng đã thực hiện nghị quyết của bị cáo đúng không, do bị cáo ký. Và trên thực tế thì sau khi có sự đồng ý của chính phủ thì tổng giám đốc mới quyết định chuyển tiền vào sở ban sau khi 3 tháng có sự đồng ý của chính phủ. Và thực tế trong các quyết định chuyển tiền ghi là căn cứ của sự đồng ý của chính phủ. Đến ngày nào thì PVN nhận được bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ? Bị cáo nhớ không chính xác ngày khoảng 10 tháng 10. Trong cái nội dung văn bản đó thì có mấy nội dung? Theo tôi có chữ là trong nội dung của văn bản của Thủ tướng Chính phủ nhất là đặc biệt là chủ trương